Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mua bản quyền phần mềm iSpoofer. Phần mềm này sẽ giúp giả lập vị trí GPS trên trò chơi Pokemon Go. Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu nào. Khi các bạn bấm vào mục Setting, các bạn sẽ thấy mục Activate Full Version. Thì các bạn click vào đây để tiến hành mua bản quyền cho phần mềm nhé. Sau khi click vào, các bạn sẽ thấy có một bảng thông báo có chữ Get License Key. Thì mình click vào đây, nó sẽ hiện lên một cái trang web để chúng ta mua bản quyền cho phần mềm iProofer. Như các bạn thấy thì giá dành cho 3 tháng là 13 đô la và các bạn có thể sử dụng cái key này cho 3 máy khác nhau luôn. Theo như mình tính bằng tỷ giá thì sẽ vào khoảng 300 ngàn tiền Việt Nam. Suy ra các bạn chỉ tốn có 100 ngàn cho một máy dành cho 3 tháng thôi, như vậy quá là rẻ đúng không nào? Và khi các bạn ấn vào nút subscribe thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo để chúng ta nhập cái thông tin thẻ tín dụng của chúng ta vào để thanh toán. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ thanh toán trực tiếp trên trang web này. Sau đó nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo gửi cho chúng ta để nhập email. Và sau đó nhà phát triển ứng dụng sẽ gửi cho chúng ta một cái mã code qua email. Và hiện tại thì mình cũng đã mua bản quyền rồi nên là mình sẽ bỏ qua cái bước vào email nhé. Và mình sẽ copy cái dòng mã code này và bỏ vào trong phần mềm để cho các bạn xem thử tính năng ưu việt của nó như thế nào. Các bạn lưu ý là các bạn phải copy toàn bộ mã code nằm trong email của chúng ta và chúng ta paste vào cái khung chat hồi nãy. Và khi các bạn paste cái dòng mã code vào đây thì các bạn chỉ bấm vào chữ Activate, nghĩa là chúng ta có thể sử dụng bản quyền được rồi. Lúc đó nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo là chúng ta nên lưu cái mã code này để đảm bảo là chúng ta không bị mất trong tương lai, có thể reset lại cái phần mềm này nhé. Ok, và bây giờ phần mềm của chúng ta đã có bản quyền rồi. Nó ghi rất là rõ trên đây luôn các bạn. Bản quyền dành cho cái email này nè. Và cái nó có hạn cho đến ngày 2 tháng 3 năm 2020. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem những cái tính năng ưu việt mà cái phần mềm bản quyền nó mang lại cho chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta phải phần cài đặt và chúng ta sẽ mở lên cái Fit Radar và chúng ta sẽ tìm được những con Pokemon quý hiếm dạng Shiny và có cái tỷ lệ chiến đấu IV 100 rất là dễ dàng. Và Fit Radar đã xuất hiện trên phần mềm rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ truy tìm những Pokemon mà chúng ta cần thiết trên Fit Radar này nhé. Các bạn thấy rằng là các Pokemon nó sẽ hiển thị các chỉ số rất là rõ và chỉ số IV nó sẽ xếp từ thứ tự từ 100 trở xuống. Và nếu như các bạn cần con Pokemon nào thì các bạn chỉ cần bấm vào thì các bạn sẽ tự động teleport tới đó, nghĩa là di chuyển tự động tới đó luôn. Và một yêu cầu là các bạn phải có level từ trên 30 trở lên thì các chỉ số này nó mới chính xác nha các bạn. Tuy nhiên thì nick này chỉ mới có level 26 thôi nên chúng ta sẽ không thể có được cái EV chính xác được. Nhưng mà mình vẫn phải test cho các bạn xem là cái việc di chuyển đến vị trí của Pokemon nó xảy ra như thế nào nhé. Và mình sẽ chọn thử Pokemon Magikarp. Các bạn thấy đó, vừa bấm vào thì chúng ta đã tự động dịch chuyển đến vị trí của Pokemon rồi. Và nếu như các bạn có muốn kết hợp với lại việc áp trứng thì các bạn nên chỉnh vận tốc khoảng 9 km trên giờ thôi. Còn tuy nhiên thì mình hay chỉnh vận tốc 120 km trên giờ để di chuyển trên bản đồ cho nó nhanh các bạn. Các bạn di chuyển cái nút joystick này qua lại để Pokemon xuất hiện nha. Các bạn thấy đó, khi bấm vào Pokemon thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái dòng IV ở trên cùng, các bạn thấy không? Đây là vì nick của mình mới chỉ 26 thôi nên mình sẽ thấy cái chỉ số EV nó không chính xác giống như là trên Fit Radar. Và các bạn lưu ý là chúng ta không nên bắt Pokemon liền khi chúng ta mới vừa dịch chuyển đến một vị trí nào đó, bởi vì phần mềm sẽ tính countdown các bạn nha. Và tương tự với Nearby Radar thì sẽ cho chúng ta biết những con Pokemon đang ở gần chúng ta. Chúng ta sẽ việc bấm vào Pokemon và nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo có chữ Teleport hoặc là chữ Walk Here. Nếu như Pokemon ở gần bạn thì các bạn bấm Teleport hay Walk Here gì thì trên bản đồ chúng ta cũng sẽ di chuyển thật là nhẹ nhàng tới đó. Và nếu như các bạn có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến iProofer thì các bạn hãy liên hệ với nhóm của mình ở trên Facebook nhé. Mình sẽ để tên nhóm ở dưới phần mô tả. Và các bạn cũng đừng quên cho mình một like và một subscribe nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.